Lúc này thì thấy ta chưa có mở nha các bạn. Đây cái lối này này, lối này chúng ta sẽ đi lên, nhưng mà thời điểm này thì ta chưa có mở cửa. Đó, coffee restaurant. Còn cái hướng này đó các bạn, thì như hồi nãy mới nói rồi, chúng ta sẽ nhìn được toàn cảnh bà con mình mua sắm vào buổi sáng. Đó, nhìn rất là đông vui nhé. Ở dưới là người ta bán, các bạn nhìn này, bán để mình quay cận cảnh chi tiết để cô bác anh chị thấy. Thì các bà, các mẹ ngồi bán những cái gánh hàng rong, là bán trái cây, những mẹt trái cây này. Tiếp theo là những các cái sọt bán bánh mì này, sọt bánh mì, rồi các loại rau củ quả các mẹ, các bà hái ở vườn. Rồi các loại khoai lang, bắp, nói chung là những các cái thứ phục vụ cho cuộc sống, nào là chuối, nào là gì, khoai lang, bắp. Đó, rồi có những cái tiếng chặt dừa này, anh ấy đang chặt những cái trái dừa kêu lóc cóc leng keng này. Đây, để mình quay cho các bạn coi nhé. Đó, anh ấy đặt những cái trái dừa trên thớt gỗ, chặt xong rồi bỏ vô thùng đá. Và cái buổi sáng sớm còn yên tĩnh nên là chúng ta nghe thấy cái tiếng lóc cóc, tiếng cái mũi dao, lưỡi dao nó chạm vào cái thớt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong chợ nha các bạn, coi xem ở trong chợ có cái gì nào. Thưa quý cô bác anh chị, bây giờ Đà Lạt mới chỉ 5 giờ 30 sáng và mặt trời đang đứng ở phía sau, đang nấp phía sau một cái ngọn cây này các bạn nhìn này. Những cái tia nắng ban mai đang chảy xuống thành phố Đà Lạt. Check sang bên này một chút xíu đó thì chúng ta thấy một cái cây thông, là một cái loại cây mà khá là phổ biến ở Đà Lạt. Còn xuống dưới này đó thì chúng ta nhìn thấy có khá nhiều những cái bãi xe, khá nhiều những chiếc xe, và chiếc xe này thì nó vào kín bãi. Hồi nãy ấy, thì cái số lượng xe còn đông hơn nữa, nhưng mà hiện nay thì đã đi bớt một số rồi. Đây là cái khu vực bãi xe, hàng chục chiếc xe chở hàng ngàn khách nha các bạn. Là có những cái chiếc xe, mình thấy có nhiều các cái dãy, những cái chiếc xe 45 chỗ thì cũng cỡ phải mấy chục chiếc, cứ xếp hàng xếp lớp nguyên cả một cái khu này. Rồi sau đó là tới những cái chiếc xe khác, là xe 16 chỗ, rồi xe cá nhân. Nói chung là rất là nhiều những cái chiếc xe ở xung quanh cái bãi này. Và cái phía khuất sau tòa nhà đó thì cũng còn có những cái chiếc xe khác. Bây giờ cũng có một số ít người đang, người dân Đà Lạt đi tập thể dục, và mặt trời thì mỗi lúc một nhô cao. Phía trước của chúng ta đang là Hồ Xuân Hương đó các bạn. Thỉnh thoảng thì cô bác anh chị có thể thấy những các cái giọt sương nó vẫn còn ở trên những các cái tán cây. Khi mà những cái tia nắng ban mai chiếu xuống thì sẽ xua tan đi những cái giọt sương còn đọng trên cành cây, dạng như một cái lớp khói mỏng. Bây giờ mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi chợ Đà Lạt chơi với mình nhé. Thưa quý cô bác anh chị, đặc điểm ở Đà Lạt đó là những cái con dốc. Bởi vì địa hình của Đà Lạt là địa hình đồi và núi. Chúng ta thì đang có mặt ở trên cao so với mặt nước biển cỡ đâu đó chắc cả ngàn mét. Chính vì thế nên là thời tiết cũng như là khí hậu ở Đà Lạt rất là mát mẻ. Bây giờ thì Tuấn Dương sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị thời tiết. Bây giờ là 5 giờ 55 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024. Hồi nãy thì mình ở trên phòng của khách sạn nên là còn làm các cái thủ tục khác như là vệ sinh cá nhân. Sau đó thì mới đi xuống dưới này để ngắm bình minh. Thì đây các bạn, mình sẽ bấm cái này là các bạn sẽ biết được là nhiệt độ Đà Lạt ngay lúc này. Đây, thành phố Đà Lạt ngay buổi sáng sớm là 18 độ, trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất là 30 độ và thấp nhất là 17 độ nha, hôm nay. Đó, thì buổi sáng này đó, thì
chúng ta sẽ những cái con đường này nhìn cũng khá là vắng vẻ, và các hàng quán thì bắt đầu một ngày mới kinh doanh. Hiện nay ngày hôm nay đó, thì Tuấn Dương thấy là khá nhiều những cái khách sạn cũng như là nhà nghỉ vẫn còn đề biển là còn phòng. Đấy, các bạn nhìn cái chữ họ ghi là còn phòng giá rẻ ở phía đằng trước. Đây đang là số 125 đường Phan Bội Châu. Và những cái khách sạn mà ghi chữ còn phòng khá là nhiều. Ở kế bên kia là cái khách sạn The West House Happy Day. Họ cũng ghi cái bảng là còn phòng. Giá phòng của Đà Lạt thì nó cũng gần gấp đôi cái ngày thường nha các bạn. Để mình coi một vài những các cái chỗ mình sẽ quay cho quý cô chú anh chị chúng ta coi. Bên kia thì là một cái nồi bánh canh và sữa đậu nành nóng đang bốc lên này các bạn này. Đây các bạn nhìn, à đây có một chỗ thì gì, Chiều Hảo này thì ghi là hết phòng. Đó, có nhà thì ghi còn phòng, full room, đó là hết phòng. Đó, thì có những tiếp theo các bạn nhìn thì bên kia là gì, nhà nghỉ Cô Hồng thì còn ghi cái chữ còn phòng các bạn này. Có hai tấm bảng, còn phòng giá rẻ, còn phòng giá rẻ, nhà nghỉ Cô Hồng West House. Đó, thì hầu hết ở đây thì người ta nhà nghỉ khách sạn. Và ước tính thì ở Đà Lạt đâu đó là có khoảng trên 30.000 các cái phòng khách sạn. Đây, Tuấn Dương sẽ đi thêm một chút nữa nhé. Phòng thì... phòng thì còn khá là nhiều. Năm nay để mà nói là full phòng thì hơi khó. Đây, đi xuống dưới này thì các bạn thấy là nắng chói luôn này. Bởi vì cái hướng này của chúng ta đó là đang là hướng đông, cái hướng mặt trời đó, nó hơi bị ngược sáng nên là rất là chói. Đấy, từ kia các bạn nhìn kìa, mọi người đi từ cái con dốc ở dưới đó là đi lên. Còn những cái tia nắng ban mai đây các bạn đang chiếu xuống Đà Lạt. Mọi người đang đi từ con dốc này đi lên. Thì Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng đi với Tuấn Dương. Chúng ta sẽ lang thang khám phá thành phố Đà Lạt đang tiết trời se se lạnh vào buổi sáng. Chúng ta sẽ đi từ con đường Phan Bội Châu, khách sạn Bảo Bảo, số 133 Phan Bội Châu. Chúng ta sẽ đi ra cái ngôi chợ Đà Lạt, coi cảnh sinh hoạt cũng như là buôn bán, rồi cuộc sống của người dân thành phố Đà Lạt cũng như là những cái người khách du lịch. Thì ở đây có các cái quán cà phê, cũng khá nhiều người dậy sớm thì họ đi uống cà phê. Rồi có những cái cửa hàng họ bán đặc sản Đà Lạt đây này. Bán là chuối này, rồi các loại đặc sản. Ở đây họ đang xếp dâu tây. Đang xếp vào những cái hộp đấy để đi giao cho khách. Đây, trong một diễn biến khác thì mời cô ba anh chị tiếp tục cùng đi với mình. Đây, khách sạn này là khách sạn 4 mùa. Và các bạn nhìn cái chữ là kìa, chữ còn phòng nhé. Mình quay clip này rất là chân thực. Nói chung còn phòng thì nói là còn, mà hết thì nói là hết. Thì cũng có khách sạn là còn phòng, khách sạn là hết phòng nhé. Chứ không phải là cái nào cũng hết, mà cũng không phải là cái nào cũng còn. Nhưng mà có vẻ như là cái khách sạn mà còn phòng ấy nhiều hơn là hết phòng. Đây, chúng ta sẽ đi tiếp. Đây thì họ còn bán bánh bao này. Các bạn nhìn là một cái xe, xe này chắc xe đạp quá. Đấy, bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ở bên này khách sạn Vĩnh Tuấn này.
để Tuấn Dương coi, họ không thấy họ đề cái bảng á. Đây chúng ta đi tiếp này. Đây, khách sạn Việt Hà này, cái bảng ghi chữ còn phòng này, còn phòng, room available. Họ nói là ví dụ như full room hoặc là room available, có nghĩa là vẫn còn phòng nhé. Rồi các cái chỗ bán bánh bao, bánh ngọt, bánh mặn để quán cơm, khách ăn để chuẩn bị đi chơi, quán cơm miền Tây nằm trên con đường Phan Bội Châu, cơm, bún, phở, mì. Rồi ai không thích mấy cái món đó đó thì có cái món này là món bánh mì. Những em gái đứng ở bên ngoài để quay ở phía bên trong để mời khách. Đây, có những cái khách sạn khác thì đây, hết phòng, no vacancy. Nhưng mà khách sạn này á, thì nó khá là nhỏ. Khá là nhỏ nên là có những khách sạn nhỏ thì hết phòng. Đây cơm tấm, phở, mì bò. Và các bác ấy đang nướng sườn để phục vụ khách. Bên cạnh đó thì cũng có những cái xe bán xôi này. Họ đẩy những cái xe xôi đi khắp nơi. Cơm tấm chỉ 40 ngàn thôi. Giá này thì cũng bình dân. Rồi ở trong kia các bạn cho thuê xe máy. Mình đi chơi mình có thể thuê xe máy để đi. Cái khu này đi vô trong cái hẻm này có khá nhiều những cái khách sạn này. Ví dụ như kia các bạn kìa, Vũ Gia. Rồi rất là nhiều những các cái phòng ở trong hẻm. Thuê những cái phòng ở trong hẻm thì giá nó sẽ rẻ hơn. Và đây là một cái nhóm du khách đó, họ đang đứng chờ xe. Đây. Rồi lên đây các bạn nhìn nhé, chữ còn phòng này đó. Hết phòng thì họ sẽ nói, và còn phòng thì họ cũng để cái bảng ở phía bên ngoài luôn. Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Đấy, đi lên ở Đà Lạt đó các bạn, thì khi mình đi vào nhà đó thì là những cái dốc nó cao cao một chút. Đây, khách sạn này cũng còn phòng nhé, khách sạn Hiếu Thảo này các bạn nhìn này, ghi chữ còn phòng này. Đó. Số 93 của đường Phan Bội Châu nhé, vẫn còn phòng, chúng ta có thể mướn được. Rồi tới đây thì họ nhận giặt ủi, mùng mền, gấu bông, giá bình dân. Rồi cho thuê xe gắn máy để mình đi chơi, xe tay ga đời mới. Thường là khoảng 150 ngàn cho một ngày. Ở đây tiếp theo các bạn này, vào trong này cũng có những cái nhà nghỉ, những cái khách sạn. Rồi chúng ta đi tiếp tục, đi lên các cái con dốc. Đây, Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng di chuyển. Đây này, đi xuống dưới này các bạn nhìn này, bà còn đi từ gánh một cái gánh hàng từ phía dưới đi lên trong một cái con hẻm nhỏ. Và cái hàng rào này đó thì nó cũng khá là đặc biệt. Nó đặc biệt ở cái chỗ là có cái bức tường này, bức tường rêu phong. Và ở trên ấy, thì người ta làm, các bạn nhìn này, cái này là những cái mảnh chai, mảnh thủy tinh. Ngày xưa đó, hàng rào đó thì không có dây kẽm gai hay là sắt ấy, thì cái vỏ chai đó người ta đập ra. Đây là cái cổ chai này các bạn này, người ta đập ra sau đó người ta đính lên trên này để cho trộm nó không có trèo, trộm nó không có trèo vô. Đó, đây này, cái mảnh chai rất là sắc. Và cái bức tường này ấy, thì rêu phong đã phủ kín rồi. Đó, các bạn nhìn nguyên một cái bức tường khá là dài. Đây, từng các cái lớp rêu nó phủ hết lên trên bề mặt này. Đó, đó, bức tường này, rêu nó phủ hết lên trên bề mặt. Thì
quay như vậy để cô chú anh chị biết là có những cái thứ thì rất là hiện đại, nhưng cũng có thứ thì vẫn còn cổ kính. Có những cái nhà thì hàng rào dây thép gai, rồi hàng rào sắt, nhưng mà cũng có những căn nhà thì vẫn còn giữ được những cái nét cổ kính giống như xưa. Đây là hẻm 91, đường Phan Bội Châu. Và trước nhà người dân ấy, thì các bạn nhìn này, người ta trồng khá là nhiều các loại hoa, như là hoa cúc thân gỗ, hoa xương rồng. Đây, rồi những cái con dốc, cô chú anh chị chúng ta đi lên này, mình nhìn cái con dốc nó dựng đứng luôn. Rồi ở đây có những cái hoa sắc pháo hồng. Rồi mình đi lên một chút nữa nhá. Đây, số cũ là 29C, số mới là 91/14. Nhận make up cá nhân, liên lạc số điện thoại. Ở trong đây họ cũng làm lụng khá là nhiều những các cái ngành nghề. Rồi vào tận trong này thì có một cái bãi chúng ta có thể để xe gắn máy, rồi xe hơi. Đây các bạn nhìn những cái căn nhà ở trên thì lợp mái ngói bể cá, kế bên những cái căn nhà mà đã xây dựng rồi. Đó. Trong này bãi xe. Đấy. Tút ở trong kia thì vẫn còn có những cái nhà kinh doanh, nhà dịch vụ, nhà nghỉ này. Du Sam House ghi chữ còn phòng nhé. Rồi họ cho thuê cả xe gắn máy cho chúng ta đi chơi. Thì thường mình mướn những cái phòng ở phía bên trong này thì giá nó sẽ rẻ hơn là những cái phòng mặt tiền. Nếu như mà mình thích mình đi chơi, nếu mà lên đây để đi chơi đi phượt á, đây khách sạn Hồng Phúc ở Đà Lạt này, nằm trong hẻm, mà trong này chúng ta vào thì cũng có chỗ đậu xe hơi luôn. 29C Phan Bội Châu, có cả số Zalo 0902 810 811. Đó. Rồi kế đó các bạn nhìn đây này, những cái căn nhà cũ trên thì lợp mái tôn mà đã rỉ sét theo thời gian rồi, và ở bên ngoài thì là bằng gỗ. Đó. Cũng có những nhà thì họ làm nhà gỗ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dần đi xuống dưới nhé các bạn. Ở trong những cái hẻm này thì khá là yên tĩnh là một này. Cái thứ hai là không khí thì có vẻ nó trong lành hơn, nó chân chất hơn. Mấy hôm trước thì Tuấn Dương cứ đi ở bên ngoài, mình quay búa xua bên ngoài. Hôm nay thì mình quay ở bên trong. Đây, mình không biết là cái này đi lên thì còn thông hay không nhé. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, những cái con dốc nhìn nó dựng đứng chắc một góc này chắc cũng cỡ khoảng từ 40 độ. Đó. Rồi, thôi bây giờ chúng ta đi ra nhé. Mình đi ra để mình tới chợ coi những cái hoạt động buôn bán của người dân. Thế còn ở trong hẻm thì các bạn cũng phần nào cũng hình dung ra được rồi. Nên bây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra ngoài để coi ở bên ngoài thì cuộc sống ra sao. Và đây là các bạn nhìn này. Đó. Có một cái bông hoa rất là đẹp nhé. Đó, bông hoa này là hoa dâm bụt này. Đẹp chưa? Rồi cái cúc này là cúc thân gỗ này. Rồi hoa sắc pháo hồng này. Đấy, trước cửa nhà nhưng mà người ta cũng trồng khá nhiều những cái loại cây. Rồi, bây giờ chúng ta đi xuống nhé. Đây, nhà em có ba làm cán bộ. Tưởng thật là cao, bố cha ai dám trèo. Nhà anh có ba đạp xích lô. Đêm đêm đèn dầu thắp, gió lùa vào từng cơn. Đây, cô đang tưới cây. Cô thấy máy quay cái cô chạy luôn. Thôi chúng ta đi nhé, không có làm phiền cuộc sống của người dân nữa. Bởi vì trong những cái hẻm nhỏ này thì cuộc sống nó rất là yên bình. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào chợ Đà Lạt nhé.
Thì ở đây chúng ta có thể tới ở thì có cái khách sạn này các bạn này, khách sạn Cô Lai ở chợ mới Đà Lạt, và họ gọi là Đà Lạt Center. Đây, các bạn cũng có thể thấy là những cái đoàn du khách sau khi mà tới Đà Lạt buổi sáng thì họ sẽ đi bộ đi tìm những các cái loại thức ăn để lót dạ trước khi mà di chuyển đi du lịch. Và cũng các bạn thấy cũng có những người họ chở bông rồi chở các cái loại thức ăn đến tận nơi để bán cho khách. Đây Tuấn Dương sẽ cập nhật sơ sơ một chút, sau đó rồi mình sẽ đi xuống chợ Đà Lạt. Bên phải là cái quán ăn BBQ. Tiết trời se se lạnh, khoảng 18 độ thì khá là mát mẻ. Kia là quán phở này, Hotel Thanh Hoài này. Rồi, đặc sản Lang Farm Đà Lạt này, phở bò là đi lên lâu này. Rồi, cơ sở lưu trú Thu Hiền, các bạn nhìn thì vẫn còn cái chữ kia là còn phòng. Rồi, cho thuê xe máy. Đó, cơ sở lưu trú du lịch Thu Hiền. Rồi, bên kia là cơ sở lưu trú Ngọc Hoa, cũng ghi chữ còn phòng và cho thuê xe máy nhá. Huy Hoàng thì không thấy đề bảng. Tiếp theo là cái chỗ của Thành Bưởi. Thành Bưởi thì ngày xưa là họ có vận chuyển cái tuyến Đà Lạt, nhưng mà lúc này thì không. Còn kia là gì ạ? Đường Lâm Trang. Đường Lâm Trang. Chỗ này thì mà họ làm nhìn khá là đẹp này. Trên thì có hoa giấy này, rồi họ giả một cái cây cổ thụ ở phía đằng trước. Dây điện ở Đà Lạt thì vẫn chằng chịt luôn, người ta cũng chưa có làm ngầm cái hệ thống dây điện. Đây, tiếp theo này các bạn nhìn. Đây, chúng ta đang ở trên con đường Phan Bội Châu. Những cái dốc cũng khá cao. Nhân dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Các cửa hàng thì lúc này chưa có mở nha các bạn, vì khách du lịch họ mua sắm thì nó cũng trễ hơn một chút, chứ không có đi sớm. Và hai bên thì người dân có treo cờ, vì hôm nay là ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 30 tháng 4 1975 và 30 tháng 4 2024. Rồi, những cái ngõ, cái hẻm. Các cái cửa hàng bán bún riêu, bún riếc thì giờ họ mở ra để họ kinh doanh, buôn bán rồi. Tiệm cơm Hậu Giang, phở bò, phở hoa. Đây, bà các cô đi chợ mua rau. Đây, phở bò, cơm tấm, mì hủ tiếu, lẩu gà lá é. Khá nhiều những các cái dịch vụ ăn uống cũng như là buôn bán. Ở bên này các cửa hàng bán xe đạp, bán nón bảo hiểm. Đây, nón bảo hiểm đây. Chúng ta tới cái khu này là khu Hòa Bình nhé. Đây đang là góc của đường Phan Bội Châu với, để Tuấn Dương coi tên đường bên kia là cái gì này. Những cái tòa nhà cũ theo cái kiến trúc cổ này các bạn này. Bên tay phải này là mắt kính Sài Gòn.
những cái chiếc xe khách của Phương Trang họ đậu để chuẩn bị chở khách đi các tỉnh. Con đường lúc này cũng khá vắng nhé. Mọi người sẽ dậy muộn hơn một chút. Tiệm vàng Hương 21 gì đấy, khu Hòa Bình Đà Lạt. Tiệm vàng, các cô công nhân thì đang quét dọn rác. Cấm họp chợ không để xe. Cà phê khói. Rồi đây chúng ta đi tới một cái khúc này nữa nha các bạn. Bánh bao này. Khách sạn Kim Cương. Cửa hàng bách hóa tổng hợp Mỹ Hạnh. Ở bên kia thì bà con cô bác người ta để xe gắn máy. Ở đây bãi đậu xe này các bạn này. Nguyên cái khu này thì chưa tới giờ hoạt động nha các bạn. Nên là bà con cô bác người ta chưa mở cửa. Đây, chúng ta sẽ đi sang chợ Đà Lạt nhé. Bên đây là cái tiệm là photo Hồng Châu này. Thì ở trên các bạn nhìn phía trên kìa, có chữ photo Hồng Châu là rất là, nó đã mờ rồi. Còn ở phía dưới á là ghi chụp ảnh thẻ chân dung phục hồi ảnh. Trà cà phê từ 1989. Showroom giới thiệu sản phẩm. Đây, các món ăn buổi sáng này, xôi nóng bốc khói này các bạn này. Xôi nóng bốc khói. Rồi cà phê. Bánh bao cũng bốc khói luôn. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ở dưới là cái bếp lò. Ta bỏ củi vô. Bỏ củi vô trong. Bỏ củi vô trong. Đấy, mọi người ngồi đây thôi. Đây chúng ta sẽ đi vào chợ Đà Lạt nhé. Đây. Đây chúng ta sẽ đi vô chợ Đà Lạt này các bạn này. Đây là những cái góc để mà chúng ta chụp hình cũng khá là đẹp. Đây, lối đi vào chợ Đà Lạt. Đây, mọi người đang cái khu này đó các bạn là chợ cũ, chợ Đà Lạt nhưng mà đây là chợ cũ. Còn cái phía bên kia kìa, Đà Lạt Center đó là chợ mới nhá. Chợ mới Đà Lạt. Đà Lạt Center đó là chợ mới. Đấy, chúng ta quay ngược lại. Cái phía trên kia là khu Hòa Bình, đường Phan Bội Châu. Còn đây các bạn nhìn này, họ có ghi cái chữ là Đà Lạt thành phố Festival Hoa. Thành phố Festival Hoa. Rồi phía dưới này các bạn nhìn này, cảnh bà con cô bác mình đang buôn bán này. Bán các cái mặt hàng như là rau củ quả, nông sản, rồi thực phẩm. Đấy là buổi sáng. Ở quán ăn gia đình Thanh Lan trên lầu, cơm lẩu các món. Đấy, và không thể nhắc tới những cái bông hoa tươi tắn trong cái nắng sớm ban mai. Đấy, nhiều bạn thì đang choàng những cái khăn vào, rồi những cái áo khoác, đang đứng tạo dáng tạo kiểu trước cái khu vực chợ Đà Lạt. Rồi nếu như mà chúng ta nhìn xuống đây các bạn, đấy là cảnh buôn bán. Thì trước mặt chúng ta là Đà Lạt Center. Và đó người ta gọi là chợ mới. Còn nơi mà mình đang đứng đây là chợ cũ này. Đấy, cô chú anh chị nhìn những các cái hình ảnh nhà bà con đang buôn bán ở phía dưới. Đó.
Ngày nay thì có nhiều xe gắn máy nên là mọi người sử dụng xe gắn máy là một cái phương tiện cá nhân đó, để di chuyển, đi lại, mua sắm. Đấy, cũng có pharmacy này, có tiệm vàng này, có tiệm mắt kiếng này, tiệm vàng, rồi đây tiệm vàng thì ngay gần đây các bạn này, tiệm vàng Khai đó, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đấy, bà con cô bác mình đi chợ thì mua những cái bó bông này, rồi có những khách thì vận chuyển những các cái vali, những cái túi để di chuyển rời phòng hoặc là di chuyển đi chơi, đi du lịch. Cảnh buôn bán buổi sáng đó các bạn. Bây giờ thì đã có một số bạn tới để chụp hình rồi. Ở đây thì cái chỗ mà mình lấy để mà đẹp ấy, thì mình sẽ lấy cái chữ chợ Đà Lạt. Ở trên này đó thì còn một cái quán cà phê và coffee restaurant chợ Đà Lạt, thì Tasty, thì mình sẽ đi cái lối cầu thang này lên này, nhưng mà ngay lúc này thì thấy đã chưa có mở nha các bạn. Đây cái lối này này, lối này chúng ta sẽ đi lên, nhưng mà thời điểm này thì ta chưa có mở cửa. Đó, coffee restaurant. Còn cái hướng này đó các bạn, thì như hồi nãy mới nói rồi, chúng ta sẽ nhìn được toàn cảnh bà con mình mua sắm vào buổi sáng. Đó, nhìn rất là đông vui nhé. Ở dưới là người ta bán, các bạn nhìn này, bán để mình quay cận cảnh chi tiết để cô bác anh chị thấy. Thì các bà, các mẹ ngồi bán những cái gánh hàng rong, là bán trái cây, những mẹt trái cây này. Tiếp theo là những các cái sọt bán bánh mì này, sọt bánh mì, rồi các loại rau củ quả các mẹ, các bà hái ở vườn. Rồi các loại khoai lang, bắp, nói chung là những các cái thứ phục vụ cho cuộc sống, nào là chuối, nào là gì, khoai lang, bắp, rồi có những cái tiếng chặt dừa này, anh ấy đang chặt những cái trái dừa đều lóc tóc len keng này. Đây, để mình quay cho các bạn coi nhé. Đó, anh ấy đặt những cái trái dừa trên thớt gỗ, chặt xong rồi bỏ vô thùng đá. Và cái buổi sáng sớm còn yên tĩnh nên là chúng ta nghe thấy cái tiếng lóc cóc, tiếng cái mũi dao, lưỡi dao nó chạm vào cái thớt. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong chợ nha các bạn, coi xem ở trong chợ có cái gì nào. Vạn sự khởi từ tâm, thành công từ chữ tín. Đây cái slogan này cũng rất là hay nhá. Có cái chữ là vạn sự khởi từ tâm và thành công nhờ chữ tín. Nếu như mà chúng ta buôn bán giữ chữ tín thì khách hàng sẽ quay lại ủng hộ. Đằng trước một cái khẩu hiệu, một cái slogan mình thấy cũng rất là hay. Bây giờ chắc là bà con cũng chuẩn bị mở để cửa để buôn bán. Thì ở đây là cái sơ đồ bố trí các cái ngành hàng, các cái mặt bằng để phía đằng trước để cho chúng ta biết và theo dõi. Thì các quầy, các sạp thì bây giờ mới chuẩn bị mở các bạn này. Đấy, còn đang do là mình tới vào lúc sáng sớm. Đây các bạn nhìn nhé. Đấy, các quầy, các sạp còn chưa có mở. Chỉ một số thôi, một số là tiểu thương đi ra sớm thì tới rồi. Đây cô chú anh chị nhìn này, đó, một số tiểu thương ra sớm thôi, còn lát nữa thì mới mở hết. Rồi, mời cô chú. Đấy, những các cái âm thanh đầu tiên, bà con cô bác mình đang mở cửa để buôn bán. Thôi giờ Tuấn Dương sẽ đi xuống phía dưới nhé. Các cái tiệm may âu y phục nam nữ. Đây chúng ta sẽ đi xuống.
Đây, mình sẽ đi cái cầu thang bộ này để đi xuống. Đây, đi xuống dưới này đó thì cô bác anh chị nhìn ở đây là cái tầng trệt thì cũng có những các cái ngành hàng rau củ quả kìa, rồi các loại mứt, các loại đặc sản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dần đi xuống dưới nhé các bạn. Ở đây có các cái tổ chim én, nó làm tổ. Đây chúng ta đã đi xuống phía dưới rồi các bạn. Thì phía dưới này ấy, là một số những cái cửa hàng thì chưa có ra, còn một số cửa hàng cũng đã bắt đầu mở để có khách rồi. Đây. Đây bà con cô bác mình đang bày những cái gói hàng với hy vọng là sẽ hứa hẹn là một ngày sẽ có nhiều khách để tới mua. Và xung quanh đây là có rất nhiều những các cái tổ chim. Đây các bạn nhìn này, những cái con chim nó sẽ bay vào cái tổ kia kìa. Đó, cái tổ nó ở góc đó. À, đấy là những cái tổ chim. À, nó đậu vô tổ. Đấy, những con chim én. Không biết đây là chim én hay chim yến nữa các bạn. Đó, nó đậu vào những cái tổ ở ngay, làm tổ ở ngay góc hai cái góc cái tấm đan đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống dưới nhé. Tiếng chim thì kêu ríu rít ríu rít. Đây, những âm thanh của cuộc sống. Đây họ sẽ xay dừa các thứ ra. Đây, hồi nãy anh ấy chặt dừa. Đây xay dừa để cho khách mua, coi như là làm ví dụ như các cái loại đồ ăn mà cần có dừa, nước cốt dừa, xôi, rồi trái cây các bạn nhìn này. Quầy trái cây chợ Đà Lạt. Rồi họ còn bán cái này là lá chuối. Lá chuối, rồi cái lá này là lá dứa, lá thơm để mình nấu xôi. Mình cho những cái bó lá này vào thì nó sẽ thơm. Rồi nó sẽ, rồi người ta nấu để lấy nước. Đấy, anh ấy đang chặt dừa đây. Ở trong nữa, cũng có người chặt dừa rồi họ bán những cái trái chuối. Cố đang xếp những các cái bó lá vô. Hai ông bà đi chợ, chợ đồ. Chị đang sắp xếp trái cây. Bên này là cửa hàng giò chả, chuyên cung cấp giò chả heo quay. Lối kia thì đi vô là đi vô trong chợ. Các quầy trái cây. Trái cây Đà Lạt, thanh long, đu đủ, dưa hấu, vàng mã. Không thiếu cái ngành hàng gì nha các bạn. Đây, các cô bán bông này, hoa cúc vàng. Bông cúc vàng. Bên này thì các cái sọt bánh mì này. Hồi nãy là chúng ta coi ở trên, bây giờ coi ở dưới. Các sọt bánh mì, các sọt bánh mì, rồi bánh giò. Chị đang lựa trái cây, rồi rau câu. Bánh mì.
Đây, chúng ta cũng có thể đi những các cái nhịp thang bộ này, đi lên hành kiển, bún bò. Đấy, đi vô trong này các bạn này, bún bò Huế, giò heo chả, giá là từ 35-40, chả cá 30 ngàn. Đấy, bán ở trên này thì giá nó sẽ rẻ hơn ở phía dưới một chút nha các bạn. Ở đây bà con cô bác mình ngồi ăn sáng, bún bò, cơm tấm. Đây chúng ta đang ở khu chợ Đà Lạt. Đây là khu chợ cũ nha các bạn. Đấy, bà con cô bác mình mua những các cái thùng xốp để mua các loại trái cây, mua đồ bỏ vô thùng xốp đóng vào để mang về. Đấy, cô đang xếp những các cái ổ bánh mì mà da nó giòn rúc lên. Rồi, mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi tiếp nhé. Đây, các loại bông này, hoa cúc, hoa đồng tiền. Hoa cúc, hoa đồng tiền. Các loại chổi, rổ giá, đũa cả, đũa con, hộp rác của các loại dụng cụ. Bên đây thì có cô bán là hoa hồng, bán quýt, bán quýt, bán hoa hồng, rồi bán khoai lang, bán sắn, bán gì đấy ta, bán đào, xin lỗi, bán quýt Úc, rồi bán cái trái măng cầu, xin lỗi, trái măng cụt chứ. Bây giờ những cái xe ba gác, cái xe kéo chở bơ, nó chở những cái sọt bơ chở vô trong chợ. Rồi những cái cô bán xoài. Đây thì họ có để cái bảng này, lối vào trệt A, hàng khô đặc sản ở Đà Lạt, cửa số 7. Chợ giò chả ước lễ, bánh mì xíu mại, cà phê, chỉ một cái góc nhỏ thôi nhưng mà một cái thùng thôi người ta cũng có thể kinh doanh buôn bán buổi sáng các bạn. Đấy, cà phê thì các bà ngồi như này, đó, ngồi trên những cái ghế đấy để uống cà phê, ăn bánh mì ốp la. Đó. Còn bên ngoài này các bạn này, người ta bán bơ này, đó, bơ, các loại bơ, bơ rồi chuối, bơ 304. Các bạn nhìn bơ ngon chưa? Cắt ra đôi ra. Cái trái thì vàng ươm và cái hạt thì bé xíu xíu. Trái bơ đó các bạn. Rồi trái ổi. Đây. Rồi khoai lang 25 ngàn một ký. Rồi dinh chuyên chuối ba la, sầu riêng, khoai mật, hồng giòn Đà Lạt. Có để cả số điện thoại luôn. Dạ. Đấy. Chuối đấy này. Ồ, bơ chứ. Wow. Khá nhiều loại nhá. Ở đây là cái bông cải trắng. Gọi là hoa lơ đó. Ở đây anh ấy cũng đang đẩy cái xe này là những cái thùng bơ đẩy vô trong, bơ
B304 thì ở đây là B034 đó. Rồi chú với anh ấy sẽ vận chuyển những các cái thùng bơ này xuống. Ồ, khá là nặng luôn. Rồi, tới đây thì họ bán khoai tây. Đây, mấy bà, mấy cô cũng vào mua được một ít sản phẩm làm quà. Ở đây, cô bác lựa cái này là món hành, củ hành. Lựa để nấu ăn. Hai chị đang lựa khí thế luôn. Đây là cô bán đậu Hà Lan, bán mướp, bán rau cải, rồi bán các loại đậu, bán nho, bán dâu tây. Bán nho, dâu tây, các cái mẹt trái cây, chuối, bơ. Đây là những cái xe mà vận chuyển bơ xuống giao cho các cái tiểu thương. Đấy, các bạn nhìn này, anh ấy đang vác nguyên một cái thùng rất là nặng giao cho các tiểu thương để tiểu thương lấy rồi bán lại cho khách. Để bên kia các bạn nhìn, bà con cũng đang mua các cái loại đặc sản Đà Lạt. Ở đây, ta đi tiếp nhé. Đây, từng cái bó hành. À, quay vào đây. À, chú bán à? Ờ, bán. À, rồi sao bán ít đấy, chỉ có mỗi cái đó thôi à? Ờ, bán là của rồi. Nhà có mang đi bán. À, vâng. Bán hết rồi. Cái này gọi là ớt. Ớt chuông. Ớt Đà Lạt. À, cái đấy bán bao tiền một ký thưa chú? Cái này 15.000. 15.000 thôi á? Ờ, của nhà vườn bán. Ồ, sao nhiều thế? Ờ. Là rẻ. Ờ, có 15.000 thôi, đây làm ra mà. Cái đấy là mấy ký lận á? 8 ký. Trời, 8 ký mà có 15.000. 120.000. 15.000. À, 15.000 một ký là 120.000 đúng không? À, đó. À, vậy là ai mua là mua nguyên bọc này đúng không? Cũng rẻ quá. Ờ, đây của nhà vườn mang ra bán. À, và về chú đi đến đây bán từ mấy giờ? Đi từ 3 giờ. 3 giờ sáng? À. Lên đây, nhớ được cô. Dạ, rồi con cảm ơn. À. Đấy, tỏi này. Các loại bánh xôi này. Rồi bông atiso, các loại ớt, nói chung là ớt chuông, ớt ở đây những cái sọt các bà các cô mang từ vườn ra bán. Rồi chào. Cái thì 12.000, cái 15.000. Các bà các cô là nhà trồng được từ vườn. Buổi sáng thì mọi người mua rau củ quả mình thấy khá nhiều, bán bơ này, khoai lang này, đó, những cái gánh hàng, rồi có người bán túi, bán vé số. Các cái loại đậu này. Rồi, cái đó gọi là xà lách hay gọi gì? À, cô dùng một cái tên khác ấy. Đồng chua. À, rồi đây đọt su này các bạn này. Đọt su, su su đó. Đấy, cô bảo là mua đi, mua em bán nốt cho này. Thế là những người đội nón bảo hiểm này là người ta ở sao nhỉ, ta mang từ nhà ra bán này. Đây cô đi xe đạp điện bán một chút là cái măng tây, ớt chuông,
rồi mấy củ cà rốt. Ở đây mọi người vô lựa rau xà lách này. Đấy. Một cái gánh hàng nho nhỏ thôi mà rất đông các chị em phụ nữ mua. Đấy, giống như là nhà vườn họ mang lên, họ gánh. Gánh mang lên bán thì mọi người mua thì rau nó sẽ tươi, không có, thứ nhất là không có cái, và nhà vườn bán nốt đi về. Đấy, nhìn thương không? Nguyên một cái bọc rau đó, bán 15.000, bán nốt thì mang về. Rồi, đây có những cái bó này là hoa bất tử này. Cái này về trưng được rất lâu nhé. Ở những người này các bạn nhìn này, đấy, họ chở hoa rất là đẹp. Hoa đây 10.000 một bó, rất là rẻ. Buổi sáng này là những cô, những anh chị, cô chú anh chị là ta đi bán đây là đồ của nhà mang đi, nên là họ bán với cái mức giá rất là rẻ. Chợ Đà Lạt đó các bạn. Rồi mình sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị chúng ta coi. Đây bên kia là các cái chỗ khu bán bơ này. Rồi khúc này là quảng trường tượng đài phụ nữ nhé. Còn cái lối này các bạn là đi lên cái cầu thang chợ đêm này, nhưng mà buổi đêm thì nó mới đông thôi, chứ còn ban ngày đó ban ngày thì khá là vắng. Ban ngày thì không có ai ngồi phơi nắng để mà ăn bánh tráng nướng hay là uống trà sữa gì hết. Đó, các bạn nhìn có mấy bạn gái đang đi bộ từ khách sạn đi ra. Một số những cái cửa hàng thì còn chưa mở nha các bạn. Cảnh buổi sáng ở thành phố Đà Lạt. Toàn cảnh chợ Đà Lạt, thành phố Đà Lạt buổi sáng. Nếu như buổi tối các bạn là những cái cửa hàng kia thì họ bán quần áo, thì buổi sáng các bạn sẽ thấy là có những các cái mặt hàng khác, các loại cây, sinh vật cảnh. Đây, cô chú anh chị nhìn thấy họ bán khá là nhiều thứ nhé. Dương sẽ sang tận nơi quay. Buổi tối thì ta sẽ bán quần áo, còn ban ngày thì ta bán là sen đá này, rồi các cái hạt giống này, rồi hoa địa lan này. Đó. Hoa địa lan, sen đá, một số các cái loại cây. Đó. Hoa hồng, sen đá. Rồi còn cái cục này là cục lông cu ly thì ai mà đứt tay đó là mình lấy cái đó mình dệt vô, mình chấm vô là nó hết bị đứt tay, đó gọi là lông cu ly. Sen đá, các loại cây, các loại hoa, hoa hồng này, hoa cúc này. Dạ, 20.000 gốc. Rồi các loại bông. Đó, chị giờ mình đang dọn hàng, hoa lựu, sen đá. Tự dưng cái hoa này quên mất tên này. Hoa dừa nước. Rồi, khá nhiều. Đây, các bạn nhìn này là cô, các cô giờ đang tính mua mấy cái hoa hồng. Hoa hồng nhìn đẹp chưa? Trời ơi,
quá tuyệt vời nhé. Hoa hồng, hồng giàn, hồng leo. Cái này hồng Juliet đấy. Hoa đồng tiền, rồi các cái củ để trồng mọc để cây. Rồi đây sen đá này. Các cái con này là lông cu ly đấy. Lông cu ly họ làm hình như ở Văn Châu á. Cái con này đổ rượu vào các bạn là nó đổ rượu vào là nó mọc lên. Hoa cúc, các cái củ đấy, rất nhiều các loại hoa nhé. Hoa rồi các cái cây và bây giờ có nhiều cái loại cây ở đây thì nó lạnh quá, mình trồng không có được. Còn hướng đi thẳng này là chúng ta đi ra đập Ông Đạo này, rồi Hồ Xuân Hương. Quay cho cô chú anh chị coi những các cái hình ảnh về hội chợ Đà Lạt. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ tiếp tục di chuyển nhé. Bông này, hoa hoét này, rồi đặc sản này. Do là ở đây du khách về mua, tức là khách du lịch ở các nơi về đây khá nhiều, nên là họ sẽ mua các cái loại đặc sản ở Đà Lạt, rượu này, rồi những cái loại nước ép siro này, đó, khoai lang nướng, bánh tráng nướng, dâu lắc, xoài lắc, những cái trái bơ, rau phô mai. Đấy, những cái gánh hàng, các bạn thấy các cô ấy bán là những cái gánh hàng hoa. Đấy, vừa bán và các chị này phải vừa nhòm công an. Ở đây dâu tây, dâu tằm Đà Lạt này, rồi dâu tây, bông atiso, ớt, cà chua bi, xoài lắc, dâu lắc, bơ. Từ trái chúng ta có thể nghỉ ở San Floria khách sạn. Ngày cái khách sạn ở đây là chúng ta vô đây ở là ngay gần với chợ Đà Lạt đây, San Florida. Đó, và đây dưới đây các bạn là cái sảnh lễ tân. Sảnh lễ tân thì khách ở đây thì đi ra chợ Đà Lạt rất là gần. Nó có được một cái lợi thế đó các bạn, là mình ở đây thì mình đi ra chợ rất là gần. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Khách tới tham quan, mua dâu tây, mua bơ, bơ, nho. Cái loại bơ đây các cô đang soạn dâu tây ra bán này. Rồi cũng có những cái xe đi gọi là cái xe này gọi là xe đuổi chợ. Đây là Lang Farm nhỏ bán những các cái loại đặc sản Đà Lạt đây hàng ngày này. Các anh có thể vừa đi vừa quýt còi để đuổi mọi người buôn bán lấn chiếm. Đây họ mua được những các cái bông atiso này. Rồi, dâu này, dâu mới hái ở vườn này, vẫn còn nguyên cái cuống màu xanh nhé. Mọi người đang dùng đi con
đây các bạn nhìn bà con cô bác mình đấy, được mua sắm các loại rau. Dạ. Đấy, mua các loại đậu, hành tiêu, tỏi, ớt, quá trời đổ. Đây mấy anh đấy, họ đang đi, họ đuổi chợ thì mọi người chỉ hoạt động ở trong cái vạch đó thôi, cái xe của bên trật tự đô thị. Cái nghề gọi là cái nghề đuổi chợ. Đây, bà bán cái món này là bột nghệ này. Tay bà đang vàng hết rồi. Bán bột nghệ, bông atiso với nghệ thơm quá, nghệ vàng. Đây, các loại đặc sản đều để giá hết. Ở trong này bà con mình đang lựa dâu tây, nhưng mà dâu ở đây nó không gói cuống, dâu ở đấy nó gói cuống á thì nó sẽ nó sẽ tươi hơn. Đó. Thì chia sẻ với các cô chú anh chị biết những các cái hoạt động buôn bán vào buổi sáng ở chợ Đà Lạt. Cảnh buôn bán rất là nhộn nhịp. Kính chúc quý cô chú anh chị luôn được vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Và nhớ đón xem video clip của Tuấn Dương mỗi ngày. Đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều những cái video clip mới, chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Và hôm nay các bạn là ngày 30 tháng 4 nhé. Đây, bây giờ là 6:54 ngày 30 tháng 4 này. Mình cũng đi bộ cả hơn một tiếng đồng hồ để chia sẻ với các cô chú anh chị những cái hình ảnh buôn bán bông atiso, trứng, các loại rau. Đó. Cô này bà chủ này, đang bấm máy tính. Đó, để tính tiền. Các bà các cô mua cà rốt, mua rau củ quả, đang lựa ớt chuông. Mọi người lựa rau củ quả rồi ớt. Ở trong chợ các bạn thì cái phía dưới tầng hầm đó cũng có khá nhiều thứ giữ, bãi giữ xe. Đây mình xuống dưới thử xem nhé. Dưới này tầng hầm này, bãi giữ xe ở khu vực sửa chữa giày dép. Thì cho biết nhé. Cảnh chợ phía dưới này các bạn ạ, khu vực này ghi là hoa và đóng và sửa chữa giày dép. Đây dưới này thì rau củ quả này, khoai lang. Đó. Ở dưới này cũng vui quá, mọi người có thể đi hẳn vào xe vô trong. Cá, rau củ quả. Đây cũng có một số người đi xuống dưới này để mua này. Rau củ quả chanh ở dưới thì có vẻ còn phong phú hơn ở trên nhé. Đây các loại rau. Các cô đang lặt rau muống. Ở bên này là
lặt cái lá rau bỏ đi, à cái này rau rau dùng rau muống đó. Cái cảnh buôn bán ở cái phía dưới này là tầng hầm, cô đang lặt rau. Rồi mình đi tiếp nhé, quay cho cô chú anh chị chúng ta coi các cái hoạt động buôn bán. Chợ Đà Lạt là một ngôi chợ rất là lớn mà. Các chợ thì từng dãy ở khúc bán gà, bán thịt. Rồi có bán cả lá é, lá é, bán dưa, dạ, dưa cà. Ôi trời ơi, đông quá. Lẩu gà lá é cho mọi người ăn, lẩu gà lá é Phú Yên. Các loại rau thơm. Các chị các cô mua các cái bịch rau rồi xách về. Đúng là ồn ào như một cái chợ luôn. Cô còn mua thêm cả. Khu này bán thịt heo. Ở đây dép đâu không thấy mà khu này dưới này bán thịt heo. Đây, khu chợ phía dưới thì nó luôn ẩm ướt mà khá đông người buôn bán. Đây, ở đây khu dưới này các loại cá tôm. Đây các bạn nhìn này, các loại tôm cá thủy hải sản rất tươi nhé, ta để trong các cái thùng xốp, thùng đá. Nhưng mà có một cái điều là chợ truyền thống ấy, thì cái vấn đề mà nó không được sạch sẽ vệ sinh như là các cái trung tâm thương mại hay là những cái siêu thị. Rau củ quả này các bạn nhìn này, búa xua luôn, bắp cải. Cảnh buôn bán rất là nhộn nhịp, ồn ào. Đây, hình như hai vợ chồng đang nói lớn tiếng với nhau. Phụ nữ mà buôn bán tôm cá ở chợ các bạn, là người ta không có hiền lành. Đấy, chị đang mắng chồng. Các bạn thấy là số phận người đàn ông, phận người đàn ông 12 bến nước, bến nào trong thì được nhờ, bến đục thì phải chịu. Đấy, chị gái trông vui rồi, chị hất đổ mực luôn này. Đó, chị không thèm bán luôn. Ghê chưa, trái ý bà cái là bà thôi, bà không thèm bán nữa, bà chửi bà đi luôn. Thôi mình sẽ đi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên khu tầng trên nhé. Mình thấy chị đã đi lên trên rồi. Đó, không thèm bán nữa, vứt luôn. Đó, phụ nữ Việt Nam đó các bạn. Các bạn nghĩ là phụ nữ Việt Nam có hiền lành dễ thương hay không? Như chị đấy, chị hất đổ luôn cả một cái thau mực. Sau đó rồi chị nói không thèm buôn bán gì nữa. Anh chồng thì câm nín không biết nói gì. Đúng là phận đàn ông thì 12 bến nước, bến nào trong thì được nhờ, mà bến nào đục thì chịu. Đây những người đi ăn xin ở chợ Đà Lạt này.
Rồi bây giờ mình sẽ đi về khách sạn để tiếp tục đi chơi. À, tới đây thì Tuấn Dương cũng xin nói lời tạm biệt. Cảm ơn các cô chú anh chị khán giả đã đón xem những các cái thước phim của Tuấn Dương về ngôi chợ ở Đà Lạt, chợ cũ rồi chợ mới. Chúc quý cô chú anh chị có được cái trải nghiệm thú vị khi mà mình xem video clip. Đây, các công nhân đang lau dọn các cái bậc cầu thang. Đó. Giờ tới lobby khách sạn rồi. Hẹn gặp. Hẹn gặp của ba anh chị trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.